Thưa quý vị, tham gia hiến máu cứu người khi vừa được vào ngành công an năm 1992. Đến nay, Trung tá Phan Quang Pháp, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải, phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng đã có tới 43 lần hiến máu cứu người. Vừa qua, anh cũng đã vinh dự đại diện cho thành phố Đà Nẵng dự lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tại thành phố Hà Nội. Lần thứ 43, Trung tá Phan Quang Pháp đặt bút điền thông tin vào mẫu đăng ký hiến máu. Dường như tất cả mọi thủ tục đã trở nên quá quen thuộc. Định kỳ 3 tháng một lần, anh đều đặn tham gia nghĩa cử cao đẹp này. Đối với anh, đây là việc làm hết sức ý nghĩa. Anh mong muốn giọt máu của mình sẽ giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh ngặt nghèo. Lượng máu cho đây thì tôi nghĩ rất đơn giản, vì việc nhỏ mọi người ai cũng làm được hết, riêng tôi. Bên cạnh đó tôi vẫn thường xuyên là vận động, tuyên truyền cho mọi người cố gắng hãy tham gia cùng với tôi hiến máu. Không những hiến máu định kỳ mà bất cứ khi nào có người cần máu gấp, chỉ cần một cuộc điện thoại anh sẽ có mặt ngay. Cũng chính vì vậy mà anh luôn là địa chỉ tin cậy của những đơn vị kêu gọi máu nóng. Và anh cũng chính là đầu tàu kêu gọi đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Mình gọi anh đi liền, cho nên là cái tinh thần của anh là nó giúp mình, là giống như là mình có hưng phấn hơn. Ví dụ cái đồng chí Pháp ơi, có một người đang cần tiểu cầu, ô đồng chí được không? Ok được. Khi nào còn sống, tôi sẽ còn hiến máu. Đó là chia sẻ của Trung tá Phan Quang Pháp khi nói về những việc mình đã làm. Có lẽ với anh và nhiều đồng đội, những giọt máu nóng cho đi để góp phần mang lại cuộc sống cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, luôn là niềm vui, là lẽ sống của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.